nay các bạn ở trường mầm non tiểu học các bạn đến làm quen với lớp. Thầy cô đang đón các cháu. Đây là lớp của cô chào. Cô đang đón các cháu. Phụ huynh lo lắng cho các cháu ấy nhỉ? Ông nghe cô dặn chưa? Hả? Ai mua đàng hoàng thì xin cô đàng hoàng. Những bạn nào học lá 4 giơ tay xem nào. Bạn thì bạn gì nhỉ? Bạn đó tên gì nhỉ? À bạn gì đây nữa? Hả? À? Phương Bắc à? Bạn này Hoàng Bảo đúng không? Bạn dưới cái bạn gì à? Long hả? Học chưa học lá 4 nữa với cô nào? Chưa học lá 4 đúng không? Có học lá 4 à? À hôm nay là học trời chung còn những bạn nào các bạn này có biết nào con có biết không thanh tâm còn những bạn nào nữa hả thanh tâm còn những bạn nào nữa đang làm công tác tư tưởng cho các cháu. Ồ, các bạn lớp mấy rồi vào đâu mà khóc à? Chắc nhớ trường mầm non rồi.
trường lớp vào lớp 1 nhưng mà chắc đang nhớ trường mầm non rất là khóc. Quay trèo trường mầm non học không? Hả? Bạn nào thích thì giơ tay nhé. Bạn nào thích về trường mầm non học? À, hôm nay đi, hôm nay nhận lớp mà buồn thiêu nhận lớp buồn thiêu. Với các bạn này buồn, bên kia các bạn khóc luôn. Có bạn kia đứng luôn. À, bạn kia buồn không? Bên kia các bạn khóc u luôn kìa. Chắc các bạn nhớ các cô mầm non. Lớp mình là lớp C đúng không? Một C. Cô đập tên kìa, đi đào thì cô đập tên kìa. Cô đập tên. Cô Hương đang làm công tác tư tưởng cho các bạn mẫu giáo đúng không? Dạ, chắc là muốn quay về mẫu giáo học rồi đúng không? Dạ, bạn này chắc muốn quay về mẫu giáo đây. Đang là có tư tưởng. Ở mẫu giáo có trong thì nếu muốn ra khỏi mẫu giáo và hai cái lớn thì là qua cái trường này. Vào lớp đi con. Trong đấy toàn các bạn sinh không, các bạn gái sinh không kìa, vào lớp đi. Bạn cứ cho vào học kìa. Giờ mẹ đóng về. Từ sau đi học rồi chị à. Các bạn có thích học lớp 1 không? Hả? Có bạn nào muốn quay về học mầm non không? Hả? Nhiều bạn vui mà cũng có bạn chắc có buồn buồn, chắc nhớ mầm non rồi. Ồ, Thảo Nhi à? Có muốn vào mầm non vào lớp 1 hay là có muốn về mầm non học không? Hả? Có đi vào hôm nay đến nhận lớp có khóc không? Hả? Không. Không khóc luôn à? Có bạn nào lớp cháu có bạn nào khóc không? Bên kia có vài bạn khóc muốn về lớp 1 kìa, à muốn về mầm non kìa. À Hồng Dung này, Hồng Dung rồi bà gì học lớp lớp 4 bên đây nhỉ? Còn gì kia.
phương Trung Tây nữa này. Không ngoan là đưa về mầm non mẫu giáo học luôn đấy. Ngoan là lại tạo cái đẹp hơn. Phương Trung ơi, Phương Trung đưa về nổi sách nữa hai anh em về nhá. Châu mười mấy phút để quay cái mấy cái phim gì. À, là lúc này cũng có bạn khóc không? Tức là lớp cô vẫn có bạn khóc và vẫn có bạn quay về mầm non đúng không? Có một vài bạn thấy buồn buồn đấy. May lớp 1 khá đông 6 lớp luôn. Bạn bằng lớp lên một ngón, ngon là 4 lớp. 4 nhân 4. Đây các bạn lớp 1 để vào làm quen với lớp nhìn thấy bố mẹ rất đông. Ai cũng lo lắng cho con hết. Đông. Phụ huynh đưa con tới trường làm quen với lớp 1. Thank you.